Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm Chất Bài Giảng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 5, trang 28, trang 29 bài luyện tập nhé. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm giúp các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Bài số 1 mình sẽ làm. Trước hết mình sẽ làm câu số 1. Câu A: viết các số đo sao dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông hay mẫu nhé. Giờ mình sẽ xem mẫu trước. 6 mét vuông 35 dm vuông. Như vậy là 6 mét vuông người ta viết lại dấu cộng, 35 dm vuông người ta sẽ đổi qua mét vuông. Mình nhớ là đổi từ dm vuông qua mét vuông mình chia cho 100. 35 mà chia 100 mình sẽ được phân số 35%. Giờ sau đó mình sẽ gom lại, 6 cộng cho 35 phần 100 mình sẽ gom thành hỗn số, chính là 6 và 35 phần 100 mét vuông. Giờ mình sẽ làm theo cái mẫu này nha. Cái này người ta làm mẫu cho mình, giờ mình sẽ làm tiếp theo là 8 mét vuông và 27 decimet vuông nhé. 8 mét vuông và 27 decimet vuông. Như vậy là 8 mét vuông thì mình sẽ giữ nguyên. Giờ 27 decimet vuông này mình sẽ đổi qua mét vuông. Mình nhớ là đổi từ decimet vuông qua mét vuông thì mình sẽ chia 100. 27 chia 100 thì mình được phân số là 27 phần 100. Đúng không? Giờ sau đó mình sẽ gom lại thành hỗn số là 8 và 27 phần 100 mét vuông. Đúng không? Giờ tiếp theo sẽ là 16 mét vuông và 9 decimet vuông nhé. Mình sẽ viết lại cái đề trước. 16 mét vuông và 9 decimet vuông. Như vậy là 16 mét vuông mình sẽ viết lại. 9 decimet vuông mình sẽ đổi qua mét vuông. Mình nhớ là đổi từ decimet vuông qua mét vuông thì mình sẽ chia 100. 9 chia 100 là mình sẽ được phân số là 9 phần 100. Đúng. Giờ mình sẽ gom 16 cộng cho 9 phần 100. Mình sẽ gom thành hỗn số là 16 và 9 phần 100 mét vuông nhé. Giờ tiếp theo sẽ là 26 decimet vuông nhé. Giờ decimet vuông này mình sẽ đổi qua mét vuông bằng cách chia 100. 26 chia 100 thì mình sẽ được phân số là 26 phần 100 mét vuông. Đúng rồi. Giờ như là mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B nhé. Giờ câu B mình sẽ làm tương tự. Viết các số đo sao dưới dạng số đo có đơn vị là decimet vuông. Có nghĩa là mình sẽ chia đổi về đơn vị là decimet vuông. Mình sẽ làm giống như cái câu A thôi, đúng không? Nhưng mà câu A là chuyển về mét vuông, còn câu B là chuyển về decimet vuông nhé. Mình sẽ làm tương tự thôi. Như vậy là trước hết mình sẽ viết lại cái đề 4 decimet vuông 65 cm vuông. Như vậy là 4 decimet vuông thì mình sẽ viết lại dấu cộng. Giờ 65 cm vuông mình sẽ đổi qua decimet vuông. Mình nhớ là cm vuông đổi qua dm vuông là chia 100. 65 chia 100 là 65 phần 100. Giờ như vậy mình sẽ gom thành hỗn số là 4 và 65 phần 100 dm vuông. Thank you.
Giờ tiếp theo sẽ là 95 cm vuông. Giờ 95 cm vuông mình sẽ chuyển qua decimet vuông bằng cách chia 100. Như vậy là 95 chia 100 mình sẽ được phân số là 95 phần 100. Giờ tiếp theo là 102 decimet vuông và 8 cm vuông. Giờ như là 102 decimet vuông thì mình sẽ giữ nguyên. Giờ 8 cm vuông mình sẽ chuyển qua decimet vuông bằng cách chia cho 100. Như vậy là chia cho 100 thì mình sẽ được phân số là 8 phần 100. Giờ sau đó mình sẽ gom thành hỗn số là 102 và 8 phần 100 decimet vuông. Đúng này. Giờ như là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 có em nào có kết quả giống không? Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ tiếp theo là câu số 2. Phân hoạt chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất nha. Giờ như vậy là 3 cm vuông, 5 mm vuông mình sẽ đổi qua mm vuông. Số hít hợp để viết vào chỗ trống là bao nhiêu? Như vậy mình sẽ tính nháp phía dưới này nha. Thầy sẽ tính nháp phía dưới này xem kết quả nào sẽ là bao nhiêu. Đúng không? Thầy tính nháp nha. Còn các em thì mình sẽ lấy nháp dây mình tính. Như vậy là 3 cm vuông, 5 mm vuông mình sẽ đổi qua mm vuông. Đúng không? Như vậy là từ cm vuông đổi qua mm vuông thì mình sẽ là nhân cho 100. 3 nhân 100 là 300, cộng cho 5. Đúng không? Như vậy là 300 cộng 5 thì bằng bao nhiêu? Bằng 305. Đúng không? Giờ 305 chính là đáp án nào? Chính là đáp án B. Như vậy là câu số 2 mình sẽ chọn đáp án B nhé. Đúng không? Giờ cái phần tính nháp thì mình sẽ xóa đi. Giờ như vậy mình xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3 nhé. Giờ tiếp theo là câu số 3. Câu số 3 mình sẽ điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn và dấu bằng vào chỗ 3 chẵn. Giờ bên đây là 2 decimet vuông và 7 cm vuông, còn bên đây là 207 cm vuông. Mình nhớ mình sẽ đổi cái 2 decimet vuông, 7 cm vuông này về cm vuông. Giờ mình mới so sánh được, đúng không? Giờ thầy cũng tính nháp nhé. Giờ như là 2 decimet vuông và 7 cm vuông mình sẽ đổi qua cm vuông. Như decimet vuông đổi qua cm vuông là nhân cho 100, 2 nhân 100 là 200, cộng với 7 sẽ là 207 cm vuông. Như vậy là bên đây sau khi đổi là 207, bên đây cũng là 207. Như vậy hai bên sẽ bằng nhau, đúng không? Giờ tiếp theo là 3 m vuông và 48 decimet vuông, còn bên đây là 4 m vuông. Đúng không? Như vậy thầy sẽ đổi đổi bên đây về decimet vuông. Giờ thầy đổi bên đây về decimet vuông luôn. Giờ sau đó mình so sánh. Đúng không? Giờ như vậy là thầy tính nháp tiếp. 3 m vuông, 48 decimet vuông thầy sẽ đổi qua decimet vuông. Như là mét vuông đổi qua decimet vuông nhân 100,
3 x 100 là 300, cộng 48 là 348. Đúng. Còn 4 mét vuông mình cũng đổi qua decimet vuông. Như vậy mét vuông đổi qua decimet vuông nhân cho 100. Như vậy 4 x 100 là 400 decimet vuông. Như vậy với trái mình sẽ đổi được là 348. Còn với phải mình đổi được là 400. 348 phải nhỏ hơn 400. Như vậy có nghĩa là với trái sẽ nhỏ hơn với phải, đúng không? Như vậy chỗ này mình sẽ điền chỗ nhỏ hơn nha. Giờ tiếp theo bên đây là 300 mm vuông. Còn bên đây là 2 cm vuông và 89 mm vuông. Như vậy mình sẽ đổi mà bên đây về mm vuông, giờ mình so sánh này. Giờ thầy sẽ đổi 2 cm vuông và 89 mm vuông. Mình sẽ đổi về mm vuông. Cm vuông đổi qua mm vuông nhân cho 100. 2 nhân cho 100 là 200, đúng không? 200 cộng 89 thì bằng bao nhiêu? Là 289, đúng không? Như vậy kết quả sẽ là 289 mm vuông. Giờ như vậy bên đây là 300, còn bên đây mình đổi là 289. Thì 300 phải lớn hơn 289, đúng không? Như vậy chỗ này mình sẽ điền dấu lớn hơn nha. Giờ tiếp theo bên đây là 61 km vuông, còn bên đây là 610 hectomet vuông. Như vậy mình sẽ đổi là 61 km vuông này về hectomet vuông. Giờ mình so sánh. Giờ thầy cũng tính nháp luôn. 61 km vuông mình sẽ đổi qua hectomet vuông. Mình nhớ là km vuông đổi qua hectomet vuông là nhân cho 100. Như vậy có nghĩa là 6100. Có nghĩa là 6100 hectomet vuông. Đúng không? Như vậy là với trái mình sẽ đổi được là 6100. Còn bên đây là chỉ có 610 thôi. Như vậy là 6100 phải lớn hơn rồi, đúng không? Như vậy chỗ này mình sẽ điền chỗ lớn hơn nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 4. Giờ tiếp theo là câu số 4. Để lát nền một căn phòng người ta đã dùng hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh là 40 cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông? Biết diện tích phần mạch vữa là không đáng kể nha. Giờ như vậy là người ta nói là để lát cái nền căn phòng người ta dùng hết là 140 viên gạch hình vuông nha. Có cạnh là 40 cm. Như vậy trước hết mình sẽ tính diện tích mỗi viên gạch, đúng không? Do cái viên gạch là hình vuông nên mình sẽ tính diện tích viên gạch bằng cách lấy cạnh nhân cạnh, đúng không? Giờ sau khi có diện tích một viên gạch mình sẽ nhân lên 150 thì chính là diện tích của căn phòng, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 4. Giờ diện tích một viên gạch là như vậy mình sẽ lấy 40 nhân cho 40, đúng không? 4 nhân 4 là 16, hai số 0 đem qua. Kết quả là 1600 cm vuông. Đúng không? Giờ sau đó mình sẽ tính diện tích căn phòng. Như vậy là mình sẽ lấy 1600. Mình sẽ nhân cho 150, đúng không? Giờ các em sẽ lấy nhất cho mình tính nha. Ở đây thầy cho kết quả luôn. 1600 nhân cho 150 sẽ là 240.000. Đơn vị sẽ là cm vuông. Sau đó mình sẽ đổi 240.000 cm vuông này qua mét vuông nha. Mình nhớ là từ cm vuông mà đổi qua mét vuông là chia cho 10.000. Có nghĩa là mình bỏ 4 số 0 ngoài sao, còn là 24 mét vuông. Giờ đáp số nha. Như vậy đáp số sẽ là 24 mét vuông.
Giờ như vậy là mình được xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em nào có kết quả giống thầy, để lại bình luận phía dưới video, cho hai bạn cùng xem. Như vậy là mình được xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng dạy thì bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em tạm biệt các em nhé.